Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau một khoảng thời gian dài trồng trọt, bỏ phân, làm cỏ và chăm sóc thì cũng đã đến ngày bắp ăn được rồi nè các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái vài quả bắp vào để nướng ăn, thưởng thức hương vị bắp đầu mùa. Tuy nhiên có một điều đáng buồn là mình tuy là người trồng nhưng không phải là người ăn đầu tiên nha các bạn. Tại vì bắp tặc đã ghé thăm vườn bắp của mình, chỉ trong vòng vài đêm mà đã mắc đến 40-50 trái luôn đó các bạn. Những hàng bắp nào mà trồng cạnh hàng rào như thế này thì sẽ bị mắc trộm, đó là mình đã canh giữ thường xuyên rồi đó các bạn. Nếu không, số lượng bắp mắc sẽ nhiều hơn nữa. Coi như tháng 7 người ta cúng cho cô hồn chết, còn mình thì bố thí cho cô hồn sống. Cách nướng bắp của mình là mình sẽ để nguyên giỏ, chỉ bỏ vài giỏ già ở phía bên ngoài thôi. Sau đó chắc lên đống lửa và đốt như thế này nha các bạn. Đốt đến khi nào vỏ bắp cháy đen và cháy gần hết thì mình sẽ lột vỏ bắp ra và tiếp tục nướng trái bắp trên lửa than cho đến khi bắp chín hẳn. Nướng như vậy sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, mì trái bắp sẽ nhanh chín hơn. Còn này là mẹ mình đang lột bớt các vỏ bắp già trước khi đem bắp lên lửa đốt nè các bạn. Đốt bắp đến khi nào vỏ cháy như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lột vỏ bắp ra và tiếp tục nướng bắp trên lửa than cho đến khi chín hẳn. Củi bây giờ cũng đã cháy hết, đã có than để nướng bắp. Lúc này bắp đã nướng gần chín rồi nè các bạn. Màu sắc rất là bắt mắt. Thì bởi vậy sách cái bao quá tao hướng thấy không có vợ chồng trái bắp mà tao bẻ 11 trái. Mẹ bên còn bên này nữa hả? Con tưởng nội gì đó thôi chứ. 11 trái. Mẹ ăn hết. Không hết, bởi mẹ hôm nào ăn hết nó bẻ nữa. Bẻ vô nướng nhiều quá không hết. Còn đây là mẹ mình đang nướng bánh phồng mì nè các bạn. Bánh phồng mì này thì ở trên Bình Thuận không có. Bánh này được gửi từ dưới quê Bến Tre của mình lên, lâu lâu đem ra nướng ăn cho đỡ nhớ quê. Mời các bạn thưởng thức bánh phồng mì và bắp nướng cùng với gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.